Chẳng biết là do Trác Siêu Việt đã uống khá nhiều rượu nên động tác không đủ linh hoạt, hay chiếc bàn trà trước sofa gây trở ngại, hoặc anh căn bản vốn cố ý. Tóm lại, Mộc Mộc không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy cảnh vật xoay chuyển, cơ thể anh và cô đảo ngược. Anh nằm dưới nền nhà, còn cô lại ngã nhào lên người anh. Trên màn hình vô tuyến, cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Tư thế của họ còn tạo cảm xúc mạnh mẽ hơn cả trong phim. Cô nằm sấp trên người anh, hơi thở anh rất nóng, lúc nhanh lúc chậm, thổi bay mái tóc trước trán cô. Tim anh cũng đập rất nhanh, nhịp đập không chút tiết tấu, cứ va chạm vào phần mềm mại nơi ngực cô. Còn ở phần thân dưới của anh, một vật cứng rắn cứ ấn chặt vào bắp đùi cô. Cô và anh đã từng trải qua, đương nhiên hiểu rõ điều đó có ý nghĩa gì. Anh muốn có cô, ít nhất là cơ thể của anh muốn. Vì vậy khi anh đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào cổ áo cô, cô căng thẳng đến nỗi quên cả thở. Sức lực toàn thân dường như đều bị rút cạn trong chốc lát, đầu óc cũng rối tung như một mớ bỏng bong. Cô tự nhận thấy đầu óc cô bình thường, rất lanh lợi, nhưng cứ gặp Trác Siêu Việt là lập tức trở nên trống rỗng. Bàn tay anh chần chừ vài giây nơi cổ áo cô. Cô cứ ngỡ anh sẽ xé rách nó. Không ngờ anh lại kéo cổ áo đang trễ xuống vì bị lôi kéo của cô lên cao, đến tận cằm cô. Dường như anh chỉ muốn bao bọc kín mít cả người cô đến mức gió cũng không chui lọt. Em không sao chứ? Anh hỏi. Cô lắc đầu, bởi vì có anh làm nệm, cô không hề có chút thương tổn. Vậy thì bây giờ em có thể xuống khỏi người anh được không, chị dâu? Hai chữ cuối cùng giống như một vết cắn vô cùng đau đớn. Mộc Mộc bấy giờ mới ý thức được mình đã nằm trên người anh rất lâu, vội vàng chống cơ thể mềm nhũn của mình lên, loay hoay mãi. Cuối cùng dưới ánh mắt trợn trừng của Trác Siêu Việt, cô đỏ bừng mặt, vịn tay vào chiếc sofa bò dậy. Xin lỗi, em không cố ý. Trác Siêu Việt chẳng thèm nhìn cô nói gì, nhặt chiếc điều khiển dưới đất lên, tắt tivi, kết thúc những cảnh phim khiến người ta ngượng ngùng đỏ mặt rồi mới đứng lên, xoay xoay bả vai và cánh tay. Muộn rồi, anh xuống dưới tầng nghỉ đây, em cũng ngủ sớm đi. Còn nữa, buổi tối khi đi ngủ, đừng quên khóa cửa. Nhìn anh rảo bước xuống lầu, Mộc Mộc quay về phòng mình khóa cửa lại. Chiếc khóa cửa lạnh ngắt bất giác lại nóng sực trong lòng bàn tay cô. Cô nam quả nữ ở chung một nhà, cô rất muốn biết nếu cô không khóa cửa sẽ xảy ra chuyện gì. Liệu anh có nhất thời nông nổi nửa đêm xông vào phòng cô? Sau đó cô dù có phản kháng cũng không thể thắng nổi sức mạnh của anh. Sau đó nữa thì sao? Anh chắc sẽ hối hận và tự dằn vặt mình. Rốt cuộc giờ đây cô vẫn là bạn gái của anh trai anh. Tình cảm của anh và anh trai lại tốt như vậy. Hít thở sâu đến lần thứ N, sự dạo dực trong cơ thể đã dịu bớt. Mộc Mộc khóa cửa lại. Cô biết Trác Siêu Việt không chỉ muốn bảo cô khóa một cánh cửa, anh còn muốn cô khóa chặt trái tim không chịu ngủ yên kia, toàn tâm toàn ý yêu Trác Siêu Nhiên. Nếu đó là điều anh muốn, cô có thể làm được, cô nhất định sẽ làm được. Đã quen với cuộc sống không có quy luật, Mộc Mộc cứ lật đi lật lại trên giường rất lâu, không sao ngủ được. Điện thoại bên gối vang lên tiếng chuông báo có tin nhắn mới. Cô cầm lên xem, màn hình hiện lên tên của Trác Siêu Nhiên. Sống ở nhà anh có quen không? Ngẩn người cầm điện thoại hồi lâu, cô mới trả lời bằng ba chữ. Cũng ổn. Siêu Việt không bắt nạt em chứ? Phía cuối tin nhắn, anh thêm vào một ký hiệu mặt cười, tỏ ý đang trêu đùa. Không, anh ấy nói sẽ tôn kính em như tôn kính Thánh Mẫu Maria. Vậy thì anh yên tâm rồi. Siêu Nhiên, anh có thể nói cho em biết tại sao anh lại thích em không? Mười mấy phút sau anh mới trả lời. Anh cũng không rõ được, chỉ là có cảm giác muốn chăm sóc, bảo vệ em, muốn đối xử với em tốt một chút. Không có những lời lẽ bay bổng, không có sự ngọt ngào thân mật, một tình cảm dịu dàng bình lặng như nước, nhưng mang lại cho người ta sự cảm động sâu sắc nhất. Anh thực sự là một người đàn ông tốt. Nếu như có một ngày chúng ta không thể ở bên nhau, đó chắc chắn là vì ông Tơ Bà Nguyệt muốn mang tới cho anh một cô gái tốt hơn em hàng vạn lần. Anh nghĩ rằng con gái khi muốn chia tay với con trai mới nói những lời như vậy. Ngay sau đó, anh lại gửi tiếp một tin nhắn. Mộc Mộc, có phải em đã gặp chuyện gì rồi không? Cầm chiếc điện thoại trong tay, Mộc Mộc đang nghĩ xem phải làm thế nào với Trác Siêu Nhiên thì mới là tốt nhất. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ rất to, trái tim cô bỗng nhiên nghẹn lại. Phấp phỏng lo âu mở cửa phòng,
cô len lén nhìn qua khe cửa vẫn còn chưa được mở rộng. Trác Siêu Việt mặc một chiếc áo tắm còn đang ướt một nửa, bộ dạng xem ra vừa mới tắm. Những giọt nước tí tách nhỏ xuống từ trên mái tóc anh, thảm trải sàn ướt sũng một mảng. Có chuyện gì không? Em đã nói gì với anh ấy? Anh hỏi lại. Mộc Mộc lắc đầu, cô còn chưa kịp nói gì mà. Ban nãy anh ấy vừa gọi điện cho anh, hỏi xem có phải em đã gặp chuyện gì không. Khuôn mặt Trác Siêu Việt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, khuyên bảo cô hết mọi nhẽ. Sắp tới lễ duyệt binh rồi, trong doanh trại còn một đống việc đang chờ anh ấy. Em rỗi rãi không có việc gì thì ngủ sớm đi, để anh ấy nhẹ đầu một chút, có được không? Ừ, em biết rồi. Cô gật đầu thật mạnh. Anh hài lòng đóng cửa lại. Mộc Mộc lập tức nhắn tin cho Trác Siêu Nhiên. Em rất ổn, anh còn rất nhiều việc phải làm, không cần phải lo cho em. Em có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Gần đây anh thực sự rất bận. Tuần sau chắc sẽ có ngày nghỉ, anh sẽ về thăm em. Vâng, anh nghỉ sớm đi nhé, chúc ngủ ngon. Anh trả lời. 5 phút nữa còn phải tập hợp khẩn cấp. Xem ra anh thật sự rất bận, cô không nên khiến anh phân tâm. Sáng sớm, Mộc Mộc bị đánh thức bởi những tiếng sột soạt. Dụi mắt ngồi dậy, liền ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng trên bánh pizza hiệu Morgan. Nước miếng cứ không ngừng tuôn chảy. Cô trèo xuống giường, mở hé cửa phòng. Chỉ thấy trên bàn có một chiếc bánh pizza mới mua, tỏa ra mùi hương mà cô yêu thích nhất. Trác Siêu Việt trong bộ đồ thể thao màu trắng đang đứng cạnh cửa sổ, cầm chiếc khăn mặt màu trắng trong tay lau mồ hôi trên trán. Nhìn điệu bộ chắc là anh vừa mới đi tập thể dục về. Anh đứng dưới trời xanh mây trắng, toát lên một khí chất không miêu tả được thành lời, tự nhiên thoải mái không chút gò bó, còn có cả chút ấm áp và thân thiết giống như ánh sáng mặt trời. Anh và người đàn ông tinh quái, ngang ngược trong ký ức của cô dường như là hai người khác hẳn nhau. Nghe thấy tiếng kẹt cửa, anh quay người lại, khuôn mặt rạng rỡ cứ chiếu thẳng vào tận đáy trái tim cô. Em dậy rồi à? Ừ. Cô cũng cười, không khí của buổi sớm mai vô cùng trong lành. Ăn nhanh lên, ăn sáng xong anh đưa em đến một nơi. Nơi nào vậy? Đến đó rồi em sẽ biết. Suốt cả chặng đường, Mộc Mộc cứ dò đoán mãi. Trác Siêu Việt liệu có thể đưa cô đi đâu? Thậm chí cả khách sạn cô cũng nghĩ tới, nhưng vẫn không sao đoán được. Cuối cùng xe của anh rẽ vào cung điện âm nhạc nổi tiếng của thành phố S, Học viện âm nhạc thành phố. Mặc dù không có danh tiếng lâu đời như Học viện âm nhạc Trung ương, nhưng Học viện âm nhạc giàu truyền thống này đã từng là nơi mà cô muốn bước chân vào nhất. Lúc cô còn nhỏ, bố đã dắt tay cô đi trên con đường yên tĩnh dợp bóng cây này không biết bao lần, lắng nghe những tiếng đàn vọng ra từ các lớp học. Bố nói điều ân hận nhất trong cuộc đời bố là không thi đỗ vào Học viện âm nhạc này. Bố bảo cô nhất định phải cố gắng, nhất định phải thi đỗ vào đây, hoặc thi vào một trường tốt hơn nữa. Cô đã nhận lời bố nhưng chưa làm được. Trước tòa giảng đường mộc mạc cổ xưa, Mộc Mộc đứng ngây người. Cô như nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của bố trên bậc thềm, khom lưng xuống, yêu chiều vỗ vỗ vào vai cô. Mộc Mộc, hãy cố gắng chăm chỉ luyện đàn, sau này đến học ở đây, được không? Cô lảo đảo lùi một bước. Tại sao lại đưa em tới đây? Đây chẳng phải là nơi em muốn đến nhất hay sao? Nhưng... Cô còn chưa hiểu rõ tình hình, đã bị Trác Siêu Việt kéo vào phòng tài vụ. Một người đàn ông trung niên gầy gò nhìn thấy họ, nở nụ cười rạng rỡ, nhiệt tình chào hỏi, còn gọi điện thoại nội bộ, thông báo cho cấp dưới rời cuộc họp lát nữa sang buổi chiều. Biểu hiện của Trác Siêu Việt lại rất lạnh nhạt, thong thả ngồi xuống sofa, hỏi một cách bình thản. Trưởng phòng Lưu, chuyện hôm qua tôi nói với anh. Chờ đợi anh nói hết, trưởng phòng Lưu đã vội vàng trả lời. Không có vấn đề gì, tất cả mọi thủ tục đều đã lo ổn thỏa rồi. Tiền án của cô ấy, còn cả cổ họng nữa, không vấn đề gì chứ. Anh đã có lời, vấn đề gì cũng đều không còn là vấn đề nữa. Trưởng phòng Lưu nói, chỉ cần không chọn khoa biểu diễn và khoa nghệ thuật truyền thông, tất cả các khoa khác đều có thể được. Ừ, còn việc chuyển hồ sơ thì sao? Việc này hơi khó giải quyết một chút. Hôm qua tôi đã trao đổi với phòng giáo vụ. Hiện giờ công tác tuyển sinh đã kết thúc, không còn chuyển hồ sơ được nữa. Chỉ có thể để cô ấy vào học lớp dự bị. Đợi đến tháng sau sang năm, sau khi tham gia kỳ thi thống nhất trên toàn quốc, chúng tôi mới có thể chính thức làm hồ sơ trúng tuyển. Trác Siêu Việt khẽ nhíu mày. Vậy chẳng phải sẽ lỡ mất một năm hay sao? Không đâu không đâu, chỉ cần vào được trường của chúng tôi, tất cả đều dễ xử lý thôi. Ồ. Trưởng phòng Lưu lấy từ trên bàn một túi hồ sơ, bước đến đưa cho Trác Siêu Việt.
ánh mắt bất giác lại liếc nhìn về phía Mộc Mộc. Đây là một số tờ khai bắt buộc cần phải điền thông tin. Chắc Siêu Việt nhận lấy, rút các tờ khai ra xem, dúi vào tay Mộc Mộc. Qua bên kia điền thông tin đi. Mộc Mộc đọc kỹ từng tờ khai, sơ yếu lý lịch cơ bản, đơn xin miễn giảm học phí dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đơn xin ở ký túc xá, còn cả đơn xin học bổng gì gì đó. Cô biết chỉ cần điền hết những tờ khai này, cô đã có thể bước vào học viện âm nhạc. Đây quả thực là việc mà cô luôn mong muốn ngay cả trong giấc mơ. Nhưng vì sao Trác Siêu Việt lại làm việc này vì cô? Thấy cô có vẻ do dự, Trác Siêu Việt cười nói, không cần phải sợ, không phải là khế ước bán thân đâu. Trưởng phòng Lưu cũng cười theo, là do Trác tiên sinh đã có lời, nếu không trường chúng tôi đâu dám phá lệ. Tháng 9 khi đến học, nhớ đừng cho các bạn học biết về tình hình của cô. Cho dù có ai hỏi, hãy nói là cô thi vào trường một cách bình thường. Tại sao anh phải làm như vậy? Mộc Mộc hỏi một cách vô thanh. Trác Siêu Việt không trả lời, giật lấy các tờ khai trong tay cô, cúi xuống điền thông tin. Chỗ nào không biết, anh bỏ qua luôn. Trưởng phòng Lưu không nói gì, đôi mắt tinh anh lướt nhìn khắp người bọn họ, dường như đã hiểu rõ điều gì đó, còn đến trước mặt Mộc Mộc, nói với cô một cách hòa nhã, thân thiện. Sau này khi ở học viện, nếu gặp bất kỳ khó khăn gì, cứ đến tìm tôi, đừng ngại. Cô bối rối gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào đầu bút đang múa lượn trong tay Trác Siêu Việt. Điền xong các tờ khai, ký tên xong, Trác Siêu Việt đưa Mộc Mộc rời khỏi đó. Trên con đường nhỏ yên tĩnh, cô níu lấy cánh tay Trác Siêu Việt, vòng đến trước mặt anh. Tại sao anh lại giúp em? Bởi vì em là chị dâu của anh. Anh làm gì cho em cũng là điều nên làm. Huống hồ việc này lại dễ như trở bàn tay. Nếu như em không phải là chị dâu của anh thì sao? Nếu như em không phải là... Anh rút cánh tay đang bị cô níu chặt về, điềm nhiên mỉm cười. Thậm chí nhìn anh cũng chẳng thèm. Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt cô. Cô lắc đầu. Chắc Du Việt, anh còn nhớ. Anh còn nhớ em, nhớ những lời chúng ta đã từng nói. Ánh mặt trời xuyên qua các nhành lá, chiếu vào khuôn mặt anh, tạo nên những vết lốm đốm. Tại sao anh phải học cách đọc khẩu hình? Câu hỏi này khi Mộc Mộc và Trác Siêu Việt ôm nhau lần cuối, cô đã rất muốn hỏi, nhưng cô không đủ dũng khí, sợ anh sẽ cười nhạo cô. Giờ đây khi đã lấy hết can đảm để hỏi, thứ đổi lại được quả nhiên là sự chế giễu. Em cho rằng anh học vì lý do gì? Trác Siêu Việt bĩu môi giễu cợt, lông mày hơi nhướn lên, không hề che giấu vẻ kiêu căng ngạo mạn. Em nghĩ rằng vì anh muốn hiểu được những lời em nói. Hay là em nghĩ 4 năm qua, ngày nào anh cũng đi tìm em, mong đợi đến một ngày chúng ta sẽ được gặp lại. Ngữ điệu và thần thái của anh giống như đang nói về một chuyện gì đó rất nực cười. Tô Mộc Mộc, em cho rằng điều đó có khả năng sao? Anh muốn có người phụ nữ như thế nào mà chẳng được? Sao phải nhớ nhung một cô gái đã bán mình chỉ vì 5 vạn đồng? Mộc Mộc bị anh cười nhạo đến nỗi sắc mặt trắng nhợt. Đặc biệt 4 câu, bán mình chỉ vì 5 vạn đồng, như điểm trúng và tử huyệt của cô, khiến cô hổ thẹn đến nỗi chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống. Em không có ý đó. Cô cố gắng kìm nén nỗi buồn bực trong lòng, yếu ớt mở miệng. Chỉ là em không hiểu được tại sao anh lại tốt với em như vậy. Em cho rằng anh giúp em vào học viện âm nhạc là đối tốt với em. Trác Siêu Việt cười lạnh lùng. Được thôi, cứ cho là anh đối tốt với em. Âu cũng là vì anh thương hại em. Em là người phụ nữ đáng thương nhất mà anh từng gặp. Không nói được, ở độ tuổi vị thành niên đã phải bán mình cứu mẹ. Năm 17 tuổi còn bị bố nuôi cưỡng hiếp. Đã giết người, ngồi tù. 4 năm sau được ra tù, lại nhận nhầm người. Phụ một tấm chân tình của một người đàn ông. Những chuyện cũ đáng xấu hổ bị Trác Siêu Việt khều ngón tay gợi lại. Câu nào cũng chói tai. Mộc Mộc đưa tay lên ngực, hít thở khó nhọc. Cho dù chúng ta không quen biết nhau, anh cũng sẽ giúp em. Huống hồ anh còn là người đàn ông đầu tiên của em. Làm cho em một việc gì đó cũng đáng thôi. Giọng nói lạnh lùng vô tình của anh đã dẫm đạp tan tành chút lòng tự trọng của Mộc Mộc. Tôi đáng thương đấy. Bản tính ương bướng từ trong xương tủy lại trỗi dậy. Cô ngắt lời anh, dùng toàn bộ sức lực hét lên với anh. Tôi là đồ ngu ngốc, nực cười. Nhưng tôi không cần anh thương hại. Trác Siêu Việt, hãy thu cái vẻ thương hại của anh lại. Tôi không cần điều đó. Tôi dù có sa đọa tới mức ngày nào cũng đi bán mình, cũng không cần anh phải thương hại tôi. Hét xong, không đợi anh nói, Mộc Mộc quay người chạy ra khỏi con đường nhỏ râm mát. Cô cứ chạy về phía trước, cảnh vật xung quanh chao đảo. Cô không phân biệt được phương hướng, cũng không nghĩ xem mình cần đi đâu.
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, không muốn nghe thấy tiếng cười đầy chế giễu của Trác Siêu Việt nữa. Cô cứ nghĩ nhà tù và cây gậy tàn khốc của giám ngục đã mài nhẵn sự ương bướng và gai góc của cô. Bất cứ điều gì cô cũng có thể nhẫn nhịn. Hóa ra cô đã nhầm. Trác Siêu Việt vẫn có thể khiêu khích được chút kiêu ngạo còn sót lại trong xương tủy cô. Cô tức giận, phẫn nộ, căm hận anh. Thậm chí còn có chút ân hận vì đã quen biết anh. Anh không nên phá hoại hình ảnh đẹp đẽ đó trong lòng cô. Cũng giống như một quyển sách mà cô rất yêu thích, ngày nào cũng nâng niu trên tay không nỡ nở ra đọc. Bỗng nhiên một ngày nào đó mở ra xem, phát hiện bên trong đã bị người ta gạch xóa lem nhem, bộ mặt đã bị thay đổi hoàn toàn. Chạy được mười mấy phút, Mộc Mộc đã đứt hơi, chuyển sang đi bộ. Sau đó khi không còn sức để đi tiếp, cô vịn tay vào một cái cây bên cạnh, hổn hển hít thở, cổ họng khô rát đến nỗi sắp cháy bỏng. Một chai nước khoáng hiệu Nông Sơn Phu Tuyền xuất hiện trước mắt cô. Cô khó nhọc hít thở, ngước mắt lên. Trác Siêu Việt đang đứng ngay trước mặt, sắc mặt không đỏ, hơi thở bình thường, nở một nụ cười thoải mái nhẹ nhõm. Chạy mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, uống chút nước, lấy lại sức rồi chạy tiếp. Cô nghiến răng nghiến lợi, vỗ vỗ vào ngực, cổ họng tắc nghẹn không thốt lên được lời nào. Em không cần anh phải lo, anh không mệt, chút vận động nhỏ này đối với anh chẳng thấm tháp gì. Anh... Mộc Mộc muốn mắng anh, nhưng thở còn chẳng kịp, chỉ có thể rậm rậm chân, tiếp tục đi về phía trước trong khi bụng dưới hơi đau. Trác Siêu Việt đuổi theo, ngó nhìn quang cảnh xung quanh, chỉ tay vào tòa nhà cách đó không xa. Bên kia có một quán lẩu không tồi, thịt dê non thượng hạng, thịt bò cũng rất tươi mềm, còn có cả rượu mã nãi của Mông Cổ tự ủ nữa. Lát nữa em chạy tới đó, có thể vào trong nếm thử. Anh rốt cuộc đang muốn gì? Cô dừng lại, tức giận nhìn anh. Anh muốn xin lỗi em. Anh chuyển sang vẻ mặt rất thành khẩn. Những lời nói ban nãy của anh có thể hơi làm tổn thương lòng tự trọng của em. Anh xin lỗi. Chỉ hơi thôi ư? Lòng tự trọng của cô đã nát vụn rồi. Cô quay mặt đi, quyết định sẽ không tha thứ cho anh. Nếu không anh nói thế này nhé. Anh đối tốt với em là bởi vì anh không muốn nhìn thấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp, xinh xắn tài hoa như em phải chịu đủ sự ức hiếp, chịu nhiều nỗi nhọc nhằn. Vì vậy anh muốn giúp em. Trác Siêu Việt hắng giọng, nghiêm túc nói. Là một quân nhân đã xuất hiện, từ trước tới giờ anh chưa từng quên sự giáo dục của Đảng và Nhà nước, phải vì nhân dân phục vụ, trừng trị cái ác, biểu dương cái thiện. Anh nói như vậy, trong lòng em đã dễ chịu hơn chưa? Mộc Mộc sững người lại, cô phát hiện ra mình càng ngày càng không hiểu anh. Trong nụ cười thiên biến vạn hóa của anh, đâu là thật, đâu là giả. Thấy sắc mặt cô đã bớt giận dữ, Trác Siêu Việt chuyển sang ngữ điệu bông đùa. Em hay chơi piano như vậy, sau khi được học ngành chuyên nghiệp ở học viện âm nhạc, chưa biết chừng sau này có thể trở thành một nhà soạn nhạc. Khi nào thành công, nhớ đừng quên báo đáp anh đấy nhé. Lần này Mộc Mộc thực sự đã bị anh làm cho tức đến nỗi không thể nói gì được nữa. Cô đánh mắng anh cũng không được. Vậy là cô hằn học giật lấy chai nước suối trong tay anh, uống một hơi hơn nửa chai. Cổ họng khô rát đã dịu đi nhiều, lồng ngực tắc nghẹn vì tức giận cũng đã được giải tỏa. Hết giận rồi à? Anh cười hỏi. Anh mời em đi ăn lẩu cho hạ hòa nhé, thế nào? Anh cố ý nói những lời đó, đúng không? Nụ cười của anh có chút đờ đẫn. Anh cố ý nói những lời làm tổn thương người khác như thế, để muốn em hiểu rằng anh không hoàn mỹ như em tưởng tượng. Anh hoàn toàn không xứng đáng để em yêu.